Thế là hello và xin chào anh em nhé. Bây giờ là anh em có thấy cái gì không? Là chúng ta sắp sửa lại có một cái viễn tướng mới ra mắt ở cái phiên bản Việt Nam cũng như là cái server của tôi rồi. Đó chính là Vegeto Season 4, thì cái này là mình đã ghi cho anh em rồi đúng không? Đấy, ok. Thì cái điều này không quan trọng. Quan trọng là chúng ta sẽ review tới cái phần boss thế giới này anh em. Ây da, anh em chưa gì hết mà em đam dữ đấy nha. Đây, thì anh em có thể thấy rằng một điều là tôi sẽ vào cái phần shop. Và nó giống y chang như bên bản end luôn anh em ạ. Cho nên là hiện tại những anh em nào đã đủ điểm rồi, em đổi ngay cho tôi cái phần hộp huy hiệu 5 sao cũng như là hộp huy hiệu 4 sao. Hai cái này là hai cái cực kỳ quan trọng đối với những anh em kiểu như là ở cái level cao cũng như là nạp nhiều, hoặc là anh em là nông dân thì cái này cũng cực kỳ quan trọng luôn. Khi mà em sở hữu cho mình những cái văn chương nó mạnh cũng như là nó nhiều sao thì em sẽ có trang bị cho mình những cái con những cái chỉ số cho những cái con tướng nó cực kỳ cao luôn anh em ạ. Rồi, ok, bây giờ chúng ta cùng nhau đi làm lanh quanh một tí, sau đó chúng ta đi vào đánh boss nha. Ok, đây sẽ là phần sự kiện của server hiện tại, cũng không có cái gì ngon cả anh em ạ. Chỉ có đi vào ấy thôi, rồi đợi cái ra cái lúc mà nó ra cái con Vegito thôi anh em. Ok, rồi cái này thì hiện tại là hết nhiệm vụ rồi, bây giờ chỉ có đổi thôi. Thì mình nghĩ là chắc là mình sẽ lấy luôn cái mảnh của Ro nha anh em. Mình sẽ lấy mảnh của Ro nha. Ok, đổi thôi. Tại vì anh em biết là mình sẽ tích từ để mình lên cái con rô này, lên lục môn luôn cho nó. Bây giờ cũng 21 chứ cũng cay. Nhưng mà thôi, biết làm sao giờ cũng đâu có đủ đâu anh em. À, bây giờ đổi cái gì nhỉ? 21 à. 21 như thế này thì cũng hơi khó đổi một tí anh em. À, tôi sẽ đổi đá rồng. Đấy, tôi sẽ đổi đá rồng để sau này tôi dành để tôi đồ mua cái phần này anh em. Đó. À, cái này là mảnh 15, 14 thôi. Nên là cũng đâu có mua để làm gì đâu. Đấy, ok. Tôi sẽ đổi cái phần đá rồng nha. Thấy cái đủ 30 đổi được 2.000 đá rồng thôi. Thì thay vì là chúng ta sẽ cùng nhau đi đổi cái phần cơm thì tôi sẽ đổi đá rồng này để tôi mua lại cái bù lại cái phần cơm anh em. Đó, bây giờ còn 6 à. Còn 6 thì 1 triệu vàng là cũng không ngon lắm. Nhưng giờ muốn cái gì nữa nhờ. Nhầm 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 nhầm. Thôi, vậy thì chắc là mua 1 triệu vàng thôi anh em. Đâu có gì đâu mà lo. Đó, hết thôi. Để tôi chờ xét xem còn cái gì để mua nữa không. Chứ nhiều khi mua lỗ. Lỗ anh em ạ. Đấy, rồi, ok. Vậy là chúng ta đã đủ rồi anh em ạ. Ý, rồi, ok. Đấy, cái điều quan trọng bây giờ là chúng ta sẽ chuẩn bị để đi vào đánh boss thôi đi. Thì trước khi mà đánh boss thì anh em sẽ chuẩn bị những cái gì nào? Tôi sẽ hướng dẫn cho anh em ở đây nhá. Nhận quà một cái anh em ơi. Đấy, vào nhận quà một cái luôn. Rồi, bây giờ là chúng ta sẽ tới một cái điều quan trọng nhất, đó chính là khi mà anh em chuẩn bị một cái đội hình để đánh boss như thế nào. Thì hôm bữa là tôi đã có review với anh em rồi đúng không? Là chúng ta sẽ dùng những cái con tướng công. Đó, thì hiện tại con tôi đang phân vân giữa con Vados cũng như là con Vegeto nè anh em. Thì chúng ta nên thay cái con nào vào để chúng ta lấy được nhiều đam hơn. Thì tất nhiên là về cái lượng đam thì Vegeto sẽ ra nhiều hơn rồi, đúng không? Ở hôm bữa cũng có review cho anh em xem rồi chứ gì. Thì bây giờ để mà thử xem là chúng ta sẽ đánh như thế nào được bao nhiêu, và chúng ta thay cái con Vegeto vô để test thử xem là được bao nhiêu. Đó, thì chúng ta sẽ test từ từ ha. Sau đó chúng ta thay đổi dần cái đội hình cũng như là rune. Ở điều đặc biệt, là chẳng hạn như bây giờ nếu như anh em muốn, anh em phải bắt buộc phải nâng rune nha. Chẳng hạn như bây giờ tôi đang có một cái viên công của con rô mà tôi không có nâng nè, thì bây giờ bắt buộc tôi phải nâng lên để cho con rô nó có đam, nó đam boss anh em ạ. Tại vì anh em cũng biết là những cái bộ rune của những cái con tướng khác là tôi đã nâng gần full hết rồi. Viên nào có công thì tôi nâng sạch luôn em ạ. Đấy, cho nên là cũng khá là ok. Rồi, thì bây giờ chắc là chúng ta sẽ cùng nhau đi vào boss thế giới đánh thử thôi. Thì anh em có thể thấy là chúng ta sẽ có những cái chiến binh đề cử, đó chính là Vegeta Blue, Goku Blue cũng như là Vegeta God. Thì những cái con này á, nếu như mà anh em nào chơi những cái con chi viện, tức là anh em nâng những con chi viện rồi á, đó, thì anh em bỏ vào để cho nó làm phụ nha. Thì chẳng hạn như bây giờ là cái con này là tôi không có nâng anh em. Đây, chi viện của nó là không có gì để mà đánh hết cho nên là tôi không có nâng được. Đó, thì tôi phải thay cho con Bulma vô, thay vì thay cái con Son Goku Blue thì nó sẽ đam được nhiều hơn đúng không? Thì anh em nào mà hiện tại đang chơi Goku Blue, anh em thay vào cho tôi để nó đam. Còn cái này là tôi đang lấy cái phần chỉ số từ cái level của Bulma nè anh em, cho nên tôi không có thay được. Đấy, tôi có nâng cái gì đâu. Cái con Goku Blue nó đang có level 1 hả anh em, cho nên là nó sẽ bị mất những cái chỉ số của những cái con tướng chính nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thử xem là đi đánh nha, như thế nào. Let's go thôi. Thiêu chiến nè. Đấy, xếp là cái đội hình như này là ok lắm rồi. Thì chiến thôi, đánh thử xem là được bao nhiêu nha. Rồi, bỏ một tí nhiệt lên. Rồi, cái này tôi để cho nó. Tôi sẽ đánh tay nha anh em. Khi mà đi về Việt Nam, nhờ những cái giai đoạn đầu tiên chúng ta chưa có gì hết thì chúng ta bắt buộc sẽ phải đánh tay để chúng ta lấy cái phần perfect của cái đội hình. Đó, nhân hai lên cho nó nhanh nè. Như nó hơi nhỏ tiếng rồi em ạ.
đất nữa. Đấy, ok. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau đi đánh tay anh em, đánh những cái con tướng mà nó không có ấy trước. Anh em đánh perfect hết cho tôi nha. Đấy, bắt buộc anh em phải đánh perfect hết cho tôi để chúng ta gây được càng nhiều sát thương càng tốt. Chứ mà anh em đánh auto là coi như là bị mất một lượng đam rất là nhiều luôn á. Trong khi anh em đam boss là phải buộc buộc chúng ta có cái lượng đam cần thiết nhất có thể, cao nhất luôn á. Rồi, hiện tại thì cái lượt này chúng ta đang kích nổ rất là nhiều nè. Hơi to rồi. Ok, như thế này là được rồi anh em ạ. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ đánh như thế này. Rồi, đánh cái con rô trước nè, để nó lấy cái phần nội tại. Không có chí mạng rồi anh em. Đấy. Rồi. Thì khi mà đánh á, anh em tôi nghĩ là anh em cho cái con Devil đánh cuối. Tại vì sao? Tại vì cái thanh của con Devil nó chạy rất là nhanh. Tôi sợ anh em bấm là không có kịp luôn ấy. Đó, rồi, anh em đánh perfect hết cho tôi. Để lấy cái lượng đam cao nhất có thể luôn. Hiện tại thì con Davaros luôn đánh cũng rất là đau anh em. Tôi nghĩ là không cần thay con Vegito đâu. Tại vì con Vegito tôi không có nâng. Nên là đem vào sẽ đánh yếu đam hơn nữa. Để cho nó búp giáp cho tem luôn anh em ạ. Đấy, bảo cứ toàn thể lên. Rồi, bây giờ là chúng ta sẽ cùng nhau đi đánh tức xác luôn. Đấy, chí mạng là thơm. Cứ nổ phải nổ chí mạng là ngon anh em ạ. Rồi, trời, và đó tất xác luôn. Để búp giáp cho mấy con nào đam bị yếu máu nha. Đây, tôi đánh được 52 rồi, 3 lượt đánh được 53 triệu chứ anh em. Ngon đấy. Lượm rồi. Rồi, cứ tiếp tục như thế thôi anh em ạ. Để xem thử sao là sau một cái 10 cái lượt đánh tay này chúng ta lại có được bao nhiêu cái phần đam cho một cái con boss nha. Tất sát nè. Rồi, sử dụng kia tất sát luôn. Đấy, cứ đánh mà hút máu như thế này là ok, hợp lý luôn đấy. Đấy, toàn là 1 triệu mấy đam không anh em, thơm lắm luôn á. Mà tôi thấy là vào đây nó sẽ nổ chí mạng hơi cao nha anh em. Bé hầu như đánh toàn nổ chí mạng không luôn nè. Đấy, cho ngay vụ đánh cuối nè mà. Tại vì cái thanh của nó chạy rất là nhanh luôn á. Dạ, đầu thế nhờ, đầu thế nhờ. Đấy, chứ chờ Gohan mà nổ chí mạng thì thôi, thơm cực kỳ luôn anh em ạ. Thì 85 triệu cho 5 lượt, à lượt này lần thứ 5 anh em ạ. Đấy, lượt này hiện tại tên tôi đang đủ nổ khá là nhiều nè, chuyển thôi. Thôi không có chí mạng rồi. Có Go4 đi vào đây là ngon anh em ạ. Có Go4 đi vào đây nổ chí mạng là cực kỳ khỏe luôn. Đấy, anh em thấy không? Anh em thấy cái lượng đam không? Thằng này 9 triệu mấy luôn. Kinh thật sự ấy. Nổi chí mạng. Rồi, thơm rồi đó anh em. Đây là 100 mấy rồi. Thì chẳng hạn như sau 10 lượt, anh em có thể thấy là tôi có một cái lượng đam cực kỳ cao luôn. Nhưng mà bắt buộc anh em phải đánh tay nha. Chứ mà anh em đánh auto là coi như thua. Khi nào mà cái đội hình anh em cao rồi, anh em mới có thể đánh tay được. Rồi, lượm thôi. Cái này tôi nghĩ là đội hình anh em nào cũng sẽ có thể đánh được hết 10 lượt cả. Ngoài trừ những anh em gọi là không có nạp nhiều thôi, thì anh sẽ không có đam được nhiều. Rồi, bảo kích toàn thể lên. Cho rô tất sát. Cho xong cô perfect tất sát luôn. Đấy, nổ chiến mạng là thơm anh em. 5-6 triệu bạc luôn. Ôi à, cái này không nổ chiến mạng rồi. Đấy, có chuẩn bị giải phòng thủ luôn. Thơm nha. Đấy. Ok. Thì nếu như mà anh em nào sử dụng cái con chi viện Samoku Perfect thì anh em lại có thêm một cái lượng đam nữa. Nhưng mà đối với những anh em gọi là nâng level này nọ thôi. Chứ hiện tại thì tôi không có nâng cái Samoku Perfect. Ở lộn cái Samoku Blue anh em. Nên là không có chơi nó được rồi. Đấy, cho tất sát hết. Rồi, tôi đánh được 160 mấy triệu đam mà này anh em. Thì tôi nghĩ là sau 10 lượt thì tôi lại được đâu đó khoảng là 200 ngàn đam. Mà tôi đánh 3 lượt như thế thì lại được 600 anh em. Khá là thơm đúng không? Nhưng mà bắt buộc anh em phải đánh tay hết nha. Chứ mà anh em đánh auto là coi như là bỏ luôn đấy. Đó. Thì sau này cái đội hình của em mạnh cũng như là đủ tem công hết rồi thì anh em mới có thể là đánh auto được cũng như là bỏ qua luôn được. Nhưng mà thật sự để mà nói là đánh 3 lượt mà đánh tay hết như thế này được đuối anh em ạ. À, nhưng mà không sao. Vì cái lượng đam thì
được đền đáp xứng đáng mà đúng không? Đó, bỏ vào. Đấy, thì được 200 rồi, khá là ngon. Trời ơi, sao một cuộc thách điều này đánh tàn chí mạng thơm thật. Ngon lắm nha. Và dot này nè. Ok. Để cho nó ngoài đây nó bức cũng khá là ok nên giảm cái lượng đam, nhiều khi nó bị chết bất đắc kỳ tử không chừng. Đây tôi được tổng cộng đó là nếu mà xong cái lượt này tôi lại được đó khoảng, tôi nghĩ là được hơn 230k chịu đam đấy. Đấy đấy đấy, húp. Đánh toàn chí mạng thôi, vào đây toàn chí mạng thôi nên mà thơm thật sự luôn á. Nhìn cái lượng đam nó nhảy cơ. Ui dồi ôi, rồi xong rồi, lượt này chắc là xong thì kết thúc anh em. Ui dồi ôi, thơm thế nha. 246 triệu đam cho một cái lần đánh. Đây thống kê nè anh em, Sungu hết gain 68.6 triệu, Phiêu Chù Han gain 54.5 triệu. Tại vì cái này nó sẽ có phản kích cộng thêm cả cái việc nữa là nó hồi nổ khá là nhanh ha, nó hồi nhanh hơn ngay nhiều. Đấy anh em thấy không, tôi chỉ có đánh một lượt thôi mà tôi đã được 200 mấy rồi. À, không biết là mọi người đã đánh được bao nhiêu lần rồi nhờ, mà lượng đam của anh em cũng khá là cao. Không biết là anh em bỏ qua hay là anh em đánh nữa. Thôi chắc là sẽ test thử một cái như thế thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đánh thử, đánh nhận quà nha anh em. 200 mà, cái này là 200k đam nha anh em. Đấy là 200k đam. Đấy, cái này là 1 triệu đam nè. Đó, lượng. Cái này sẽ là 8.000 mảnh. Khá là thơm luôn á chứ. Đấy, hớp luôn. Trời ơi, như thế này thì lần sau không đủ được anh em. Cỡ nào cũng sẽ phải đủ một cái hết. Rồi tắt nhạc đi đã. Rồi vào cái phần shop thì anh em có thể thấy là bây giờ là tôi có 53.000 rồi. Tôi sẽ đổi ngay cái phần nguy hiểm 5 sao thôi chứ còn làm cái gì nữa. 4 sao cũng phải đổi nốt luôn. Mua thành công rồi. Ơ, à, tôi chưa mua cái này mà. À cái này nó cho đổi 3 lần, quên mất. À, thơm quá rồi đây mà. Rồi bây giờ cùng nhau đi test thử nhân phẩm luôn chứ nha. Test thử nhân phẩm luôn nha anh em. Ơi, ui rồi ui. Toàn mấy cái lõ lõ thôi. Nhưng mà thôi mấy cái này sẽ nâng cấp là 5 sao được. Cứ để anh em ạ. Tôi còn một cái huy hiệu của video nữa. Để cái điều quan trọng nhất là cái này nè anh em. Hôm bữa tôi có review cho anh em xem rồi đúng không? Là bây giờ nếu mà mở ra, gọi là gọi là cái con rìa cong này thì cũng rất là ngon anh em ạ. Có được một cái 5 sao nữa chúng ta nâng. Rồi ngoài ra chúng ta sẽ có, hầu như là nó có đủ hết nha anh em. Nó có đủ hết những cái huy hiệu 4-5 sao hết luôn nha. Cho nên là anh em mà mở ra những cái cần thiết là rất là ngon. Chẳng hạn như tôi mở ra cái con sale này là cũng được. Đấy, rồi, bây giờ là 1 2 3 Ui dồi ôi, Android, ôi, tôi nhớ là Android này khá là ngon anh em. À, không biết là có ngon hay không rồi đấy. Đi vào xem thôi anh em. Để tôi lên thử cái phần quan trọng là nó có nâng cấp được hay không ấy chứ. Đâu rồi. Android 17 đúng không mà, tôi nhớ là nâng cấp được anh em ạ. Và tôi nhớ không lầm là cái hiệu ứng của nó cũng khá là ngon anh em. Ok, nó đâu mất tiêu rồi. Hình như là nhớ lộn rồi anh em, nhớ lộn Android 17 này rồi. Thôi toi rồi, đen rồi anh em ạ. Hôm nay mở cho mình lại đen thế nhờ. Đấy, không có rồi anh em. Cay thật. Đâu rồi, túi hiệu linh hồn của tôi đâu rồi. Đây. Hiện tại 5 sao. Cái này là tôi có rồi. Android 18 cũng không có nâng cấp được anh em ạ. Cay thế nhờ. Rồi rồi. Rồi mở bị trùng rồi anh em ạ. Đây tôi có một cái rồi nè anh em, thì nãy tôi mở được một cái bị trùng nữa khá là đen rồi. Xong luôn. Thế là chúng ta bị mất một cái lượt mà hai tuần nó mới mở một lần anh em ạ. Mới sáng là đã ấy rồi. Rồi cái này thì bắt buộc nhờ chúng ta đổi cái mảnh tư chất SSS cộng 15 thôi. Đúng không? Cái này nó không cho gọi là đổi nhiều nhờ. Đen thật chữ anh em. Cày chưa chứ. Rồi anh em đổi hết cái này full cho tôi luôn. Rương mảnh tư chất SSS cộng đó, thì cái này tôi nghĩ là nó sẽ cho anh em mở ra nha. Đâu rồi đấy. Ủa cái này là mở random nhưng mà con nào được cũng có nha anh em, nhìn thơm phết luôn đấy. Đấy thì bây giờ anh em bắt buộc là anh phải đổi cho tôi những cái này chứ không cần thiết nha anh em, rất là cần thiết luôn ấy. Rồi đấy, đổi hết luôn, đổi không còn gì để lấy cả. Thì giờ nếu như anh em nào mà có dư nữa, anh em có thể đổi cái vùng tinh rương tinh hoa huy hiệu này nè. Đó rồi anh em nâng cấp lên level thì nó sẽ ok hơn tí. Đúng không nào? Thì tôi còn hai lượt nữa, cho nên một tiếng tôi đánh thì tôi sẽ có điểm thôi, không sao hết. Ok. Thì đó chính là một cái phần mà tính năng boss thế giới.
mà chúng ta đã có thể là ra mắt rồi, và cái này là cái điều cực kỳ quan trọng khi mà những anh em chơi, và anh em bắt buộc phải đánh, anh nhớ đó, đánh tay nha anh em, đừng đánh auto nha, auto là không có được cái lượng đam tối đa đâu, lỏ lắm luôn đấy. Ok, cái này thì mình nghĩ là mọi người đang đánh có một lượt thôi đó, chứ nếu mà đánh ba lượt mà làm sao mà cái lượng đam như thế này được, tại vì tôi mới đánh có một lượt thôi là tôi đã được 246 triệu đam rồi, không biết là anh em đánh như thế nào nữa. Ok đấy, cái này là boss hay chi viện Gokuyo để cái này là cũng tùy nha anh em. Anh em gọi là chơi, ai mà chơi cái phần con Goku Blue á thì anh em bắt buộc em phải thay vào để chúng ta có được thêm được cái lượng đam từ cái con Goku Blue nữa. Còn em nào mà không chơi chi viện Goku Blue á thì anh em đừng có thay vào nha. Tùy từng cái đội hình nha anh em, chứ không phải là thay vào, chẳng hạn như tôi có nâng cái con Goku Blue đâu mà tôi thay vào mất đam cũng như là mất cái chỉ số của những cái con tướng trong đội hình luôn. Lỡ lắm luôn anh em ạ. Đấu trường Link Server nè. Đấy thì cái vô tình là sao tôi lại thắng được Tiểu Vi? À, ok, server 32 thì tôi còn có thể win được, chứ tôi tưởng Tiểu Vi của server 1 thì thôi thua đó anh em. Nhưng mà sao là ngon rồi đấy, ngon nghẻ đấy, tôi cảm giác là tôi có khả năng tôi win những cái người này là cũng ok rồi. Cố gắng từ từ thôi anh em ạ. À, let's go. Không biết là còn ai đánh nữa hay không nhờ. Nói chung là lên server hiện tại thì có vài người như thế thôi anh em ạ. Ơ, này là server mấy nhưng mà nhìn hơi lạ nhờ. Server 23 nè anh em. Nhưng mà đội hình của bạn này đang thua thế mình rồi. Chiến thử nhờ. Tại vì hôm bữa có nói với anh em là đánh từng người khác nhau mà đúng không? Chứ không có đánh một người ngoài. Đấy, cho nên là thôi, đánh tạm thôi. Đó, hồi nãy mình quên để ý mất là tên rồi. Sorry. Chưa hết là sao mà cô phép vào nó làm đi. Sợ thật sự. Đấy, 6 triệu đam anh em ạ. Thơm phết nha. Đây tôi vừa thay đổi một tí xíu là hàng trước thay vì tôi cho tôi qua vào nên mà tôi sẽ cho cái con Rolly DPS vào luôn. Đấy, tôi chỉ cần nói như thế này thôi. Và anh em có thể thấy là cái con chi viện của tôi nó vừa gây câm lặng được cả hai người luôn, và mỗi người sẽ bị dính một cái gọi là câm lặng hai hiệp thì làm sao chơi được nữa anh em. Nên là con Lisa rất là ngon luôn khi mà em chơi chi viện á. Đây là trong meta hiện tại thôi, chứ nếu như mà meta ở sau này thì em nên chơi cái con Boom Boomerang. Thôi, ôi. Thì hiện tại là anh em những anh em nào mà chơi cái con chi viện Boomerang thì nên có thể thay vào cái con Boom Ma. Tại vì sao? Tại vì cái con Boomerang nó sẽ bứt 10% công cho những cái con trong đội hình chính của mình. Đó. Bây giờ là bắt đầu chúng ta có những cái tính năng mà cần phải thay đổi cái con chi viện rồi. Ok, kết thúc được cái mạng của Rolly DPS nè anh em. Lấy luôn nốt các bạn còn lại của phe bạc luôn, đỡ đòn rồi. Ô dạ 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 cầu đấy, con Veta siêu danh 4 là không thể nào mà có đủ đam để hạ gục được cái con ve tiến cả anh em. Đây phản kích luôn. Dạ, về cái tổ trưởng nè. Úi dồi ôi, may quá vẫn chưa chết được con Devil anh em ạ. Trưởng đâu thật sự luôn. Devil sắp sửa bay màu luôn rồi đấy chứ. Làm sao vẫn sống được, vẫn còn cái kỹ tất sát là còn ok anh em ơi. Đó, tôi thấy con Bardock này trên luôn rồi anh em. Thì tôi đánh là tính là đi thử test xem cái đội hình như thế này, xem là có BK được hay không. Đấy. Và đó chắc là vừa búp cái khiên cho cái con gôn luôn rồi. À, búp cho ve tím anh em ạ. Rồi, chúng ta đã mất đi cái mạng của con gôn luôn rồi anh em. Không có hoa đá thành công ai cả. Khi mà thay cái con Rolly DPS này anh em vào cái vị trí con Towa để cho nó khống chế thì thật sự luôn là mình cũng đang khá là lo lắng. Tại vì anh em có thể biết là cái con Towa nó sẽ hơn Rolly DPS về cái mặt khống chế rất là nhiều. Tỷ lệ khống chế của nó cũng cao nữa. Còn Rolly DPS thì bỏ vào để chơi thôi anh em. Nhưng mà mình đang test thử xem cái đội hình như thế này thì có TPK được hay không. Đấy, chúng ta thành công gây chán được phân trời của Han rồi. Có cái lợi thế cực kỳ ngon. Rồi Rolly DPS ta bị mất đi cái mạng đầu rồi. Rồi xong rồi phát hiện tại đang hơi đen một tí là ảnh bị câm lặng rồi, không thể nào sử dụng cái kill của mình được. Nhưng mà nếu mà để anh đánh thêm một cái lượt nữa thì cũng khá là ok anh em ạ.
Ai thì nếu mà để cho Samu Gofet được đánh một cái nữa thì nó lại đủ 2.000 nộ luôn. Coi như là tích nộ sẵn đi. Đang bạn hiện tại đang bị dính những cái hiệu ứng rồi, cho nên là mình đang có cái lợi thế. Đấy, anh em có thể thấy là Samu Gofet của mình đang đủ cho mình 2.000 nộ rồi. Và khi mà dưới ngưỡng máu thì nó sẽ chạy đi. Để anh quay lại sau. Để anh dùng cái chiêu tất sát lục mông của mình luôn. Rồi tầm này là mình nghĩ là sẽ bay màu rồi đi VS rồi đi mà. Lượng đam mà Vegito gây ra là cực kỳ khủng khiếp luôn. Thêm cả của 4 dồn đam thì chắc chắn là và đó đã phải nằm xuống rồi. Ồ, lượng đam gây ra là cực kỳ khủng khiếp nha anh em. Đó, mình bị bỗng đi câm lặng kìa. Ở điên thế nhờ. Tôi không nghĩ là sau khi chạy mà ảnh lại không giải được cái câm lặng đó anh em ạ. Không sao là chúng ta vẫn còn một cái mạng hồi sinh của Samu Gofet nữa. Ok đó. Chúng ta trước ảnh trước khi chết thì ảnh vẫn còn sử dụng được một cái kim nữa anh em. Cũng ok, cũng tạm à, lấy được cái giáp của cái chùa Han cũng như là cái mạng của Vegeta Saiyan 4 và cậu kéo được một ít máu nữa. À, chúng ta câu thêm được một vài cái kill tất sát của các bạn nữa, khá là thơm anh em ạ. Vương 4 đang nhắm thẳng vào vị trí của con ma. Chúng ta thoát được một cái lần chết của Samu Gofet rồi. Và không biết là có đủ cái lượng đam để giết luôn hay không. Rồi xong, không đủ một lần sống nữa rồi. Đã phải nằm xuống. Nhưng mà đây chúng ta vẫn sẽ còn cái tem 2, trong khi đã không kéo được hết những cái chi viện của các bạn. Chúng ta có giảm phòng thủ của Zidane đây. Đó, Rô hiện tại là mình đang đem lên đầu rồi. Để xem là làm ăn ra như thế nào. Có lẽ là cô 4 sẽ lấy đi cái miễn tử tiếp theo của video của Han. Quay chói thành công được Vados cũng như là feature của Han luôn rồi anh em ạ. Đây sẽ là cái lợi thế cực kỳ lớn. Khi mà feature của Han này bị chói là không thể nào phản kích được. Thì mình cứ thế mà dồn đam thôi anh em. Chúng ta anh em có thể thấy là ở dưới chân của những cái chiến binh của chúng ta đang có rất là những cái vòng quay. Đây sẽ là những cái bức của Towa cũng như là của Quýt nữa anh em ạ. Bức sư đồ ấy. Và Vegito game mình thì chắc chắn là phải nằm xuống cũng như là lên bảng điểm số rồi. Quay đã mất đi cái mạng hồi sinh của mình luôn. Thì mình vẫn nghĩ là cái tem này của mình là BK cũng chưa có ổn lắm anh em ạ. Tại vì Rô ở hàng trước thì nó hiện tại thì chưa có nâng cái gì hết, thành ra là nó cũng không có chống chịu được nhiều. Và khả năng cao nếu mà gặp tem mà tiên phong cao á, thì nó sẽ chết sớm. Cũng như là nếu mà để nó hàng trước nó sẽ giành mất đi cái búp của cái con chi viện keo dành cho future của Han nữa. Nhưng mà mình thử mình test xem sao nhá. Xong cái trận đấu này thì chắc là tôi nghĩ tôi sẽ đi test thử đối với những cái anh người là có cái lực chiến cao. Đó, chúng ta thành công lấy được cái mạng của Varus. Ngon nha. Các bạn hiện tại đang không có dính một cái hiệu ứng nào. Rồi level đang sử dụng cho mình cái kiểu tức sát rồi. Mê hoặc cả ba thành viên của team mình luôn anh em ạ. Khá là kinh nha. Tỷ lệ mê hoặc của level các bạn ảo thật sự luôn. Mình có vẻ như là mình hình như là chưa có một lần nào mà được gọi là mê hoặc cả ba thành viên luôn anh em. Rất là khó để có thể mê hoặc được cả ba thành viên luôn ấy. Đây là cái chi tiền của keo đây. Chói được cả hai cái chủ lực của team bạn luôn, khá là ngon. Đây, chúng ta có cái bộ hòa thủ của mini skill của Dụ Han cho nên là đánh rất đau. Thì tôi thì vẫn có cơ hội để chuyển tiếp. Vẫn chưa lấy được cái mạng của Vegito anh em ạ. Rô đã phải mất đi cái mạng của mình rồi. Quýt sẽ trang bị cho mình cái chi viện keo nữa. Nếu mà xếp tem như thế này cũng rất là khó để khi mà em đánh là BK Lee Silver nha. Tại vì cái con
cái con chủ lực mà hàng trước tăng cơ đó chính là phi trường của Han, nhưng mà phi trường của Han lại không được hưởng những cái bức của chi viện keo, cũng rất là khó nha anh em. Rồi, cái mạng của vốn đã phải nằm xuống mất tiêu và chúng ta chỉ còn lại một con duy nhất, đó chính là Samuel Perfect thôi. Thành công chiến thắng được cái trận đầu rồi. Ok, nhà thống kê của mình đây. Đó, chi viện đó nào. Jiren đang gây cái lượng sát thương cao nhất luôn anh em ạ. Ok. Rồi chúng ta sẽ thử BK ở một cái đội hình mà mình vừa thay đổi, mình sẽ đánh thử một vài anh gọi là có cái lực chiến cao nhá. Bây giờ đánh ai được nhờ? Không biết là đánh ai nữa luôn ấy anh em. Ok, đánh thử incoming baby đi anh em. Lâu quá là mình cũng không đánh với lại cái anh này. Rồi mình thua tiên phong nha. Gặp nếu mà gặp đội hình này mình thua tiên phong khá là nhiều đấy. Rồi chuyển thôi. Devil thì vừa vào gọi là game mê hoặc rồi. Team của em Minh thì hiện tại đang có rất là nhiều cái chiến binh gây hiệu ứng khống chế. Chúng ta có cả combo có thể gây tê liệt nữa nè. Rất rất nhiều cái lực khống chế ở đây luôn anh em ơi. Và có lẽ là cái mạng của Go Blue đã phải nằm xuống trước hết rồi. Cũng như là Rory Bass cũng đã không thể nào chịu nổi cái lượng sát thương cực kỳ khủng khiếp của team bạn. Đây sẽ là cái lực phản công của team của tụi mình. Cái giáp ảo vừa rồi tôi không biết là nó vừa búp cho ai nữa anh em. Chúng ta không thể nào thấy được. Để một tí xem như thế nào. Đấy, chưa gì hết mà chúng ta sắp bị mất đi cái giáp ảo của Bardock rồi. Đấy, chúng ta thành công lấy được cái mạng của Kumbo rồi anh em. Đỡ được một cái người gây khống chế. Devil chúng ta đây rồi. Mê hoặc thành công được vây bạc cũng như là Future của Han cũng rất là ngon rồi em ơi. Thì Future của Han bị mê hoặc thì cũng cũng ok rồi, không sử dụng được cái ký túc xác là đẹp lắm rồi em ạ. Đây chúng ta có hồ máu đứng từ vị trí của ma. Rồi hiện tại vẫn đang có thể được trưởng, lượng đam gây ra là cũng khá là lớn anh em, nhưng vẫn không thể nào kết liễu được cái mạng của Samuel Perfect cũng như là phải tím luôn. Julius thì sắp sửa sống dậy được rồi. Rồi qua đó hiện tại đang mất đi cái giáp ảo rồi nên là khá là căng thẳng anh em ơi. Nếu mà qua đó phải chết sớm thì thực sự là rất khó để chúng ta có thể win được luôn. Tôi đang cần một và cái hóa đá cực kỳ chuẩn xác của Rolidibes. Không có ai cả. Và cái giá phải trả là anh ấy đã đi theo những cái con tướng khác lên ngắm gà khỏa thân rồi đi. Tên của em Coming BB hiện tại đang sử dụng cho mình cái con chi viện keo cho hàng trước luôn. Ở cái trận đầu tiên luôn cho nên là cũng khá là căng nên. Bây giờ chúng ta chỉ chờ đợi qua đó phút khiên thôi. Nếu mà không kết liễu được qua đó sớm thì thực sự luôn là mình cũng ok đấy. Và chúng ta đã phải mất đi cái mạng của qua đó rồi. Rất là căng thẳng nha anh em, khi mà future của Han đang nằm ở cái trận đầu tiên thì rất khó. Rất khó để mình có thể thi triển được những cái chiêu thức cũng như là giữ mạng cho qua đó. Chúng ta đã lấy được cái mạng đầu tiên của Yamasu. Và sẽ là pha hồi máu của Devil. Anh em có thấy là team của bạn hiện tại cũng đang mất đi những cái con khống chế rồi. Cho nên là nếu mà khả năng cao thì Devil của mình cũng có thể là gây được nhiều sát thương hơn đối với team của team bạn ha. Xong cô phát hiện tại vẫn đang còn cho mình cái hồi sinh. Không có. Ôi trời ơi, cái lượng đam cũng vừa gây ra là cực kỳ khủng khiếp nha anh em ơi. Bay màu mất cái con Devil luôn rồi. Nó đầy cây máu nha anh em. Nhưng mà phi trường của anh sử dụng cái mini kill là mất tích luôn. Khủng khiếp thật sự. Chúng ta gây câm lặng được hai hiệp đối với Ro rồi. Nhưng mà cái chi viện Risa của mình cũng làm lại khá là ngon. Samuko phát hiện tại đang vẫn cố gắng lấy đi những cái mạng nguyện tử của phi trường của anh và đã thành công lấy được rồi. Và chúng ta có được cái thứ hai nữa. Và chúng ta có thêm một lần nữa ở đây anh em ạ. Quá là khủng khiếp khi mà Samuel Perfect vừa có thể lấy được một cái mạng
cũng như là sử dụng được nhiều lần phi tức sát cho một lần anh em, và tiếp tục vẫn lấy được cái màn của bài bạc, rất là ngon. Chúng ta đã cầu kéo được rất nhiều sát thương ở cái lượt này. Rồi Đôn tại đang trưởng ở vị trí cung chi viện Buma, đây sẽ là cái lượt mà tránh sát thương cực kỳ khỏe, không có câm lặng nào ở đây cả, và chúng ta vẫn có thể sử dụng được cái kêu tức sát cho mình. Có hay không đây, chúng ta có thể win được cái trận đấu này hay không? Chúng ta có thể sử dụng được một kêu tức sát nữa, và cái lượng đam của Samuku Perfect gây ra là cực kỳ nhiều, anh em có thể thấy không? Không ngoa khi mà nói là Samuku Perfect hiện tại đây là một cái vị tướng gây sát thương cực kỳ lớn ở trong cái con game này. Và mình nghĩ là Go 4 khi mà nó không thế nào, khi mà nó chưa lên được cái phần lục môn thì không thể nào mà đỏ sát thương khi đối với lại Samuku Perfect cả. Team 2 của mình ra rồi. Anh em có thể thấy là cái team 2 của mình khá là yếu thế so với lại team của team bạn ha. Chúng ta thử xem như thế nào. Thì tại sao mình đem cái con rô ra trước là tại vì con rô sẽ kích hoạt cái chi viện của cái con Siren giảm phòng thủ của team bạn. Go 4 thì hiện tại đang đánh thẳng vào vị trí của Bardot và bị khoảng trắng cây máu rồi anh em ơi. Nhưng mà chúng ta chói thành công được cả Bardot cũng như là Whis rồi, khá là ok rồi anh em ạ. Vẫn chưa lấy đi được cái mạng của vai tím, và hầu như là team của mình đánh vào vị trí của vai tím không luôn. Trong khi đó thì Bardot đang đứng sừng sững cũng như là Whis sừng sững ở bên kia không ai đánh cả, khá là đen. Vẫn chưa kết thúc được cái mạng của vai tím. Và đây sẽ là pha hồi máu của Whis. Chi viện cây sẽ được tung ra. Whis đang cao to hơn rất là nhiều. Và sau khi mà anh ấy sử dụng cho mình cái kêu tức sát thì lại có miệng giảm sát thương nữa. Khá là ok. Không có cái câm lặng nào vừa được gây ra. 2 triệu mốt đam và khiến cho Whis đã phải nằm xuống trước rồi. Nếu như chúng ta gây đem được một cái hiệu ứng nào đó dành cho hàng trước của team bạn thì khá là ok. Và chúng ta thành công lấy đi được hết tất cả những cái mạng của hàng trước, rất là tuyệt vời. Và mình không nghĩ là cái đội hình như thế này lại có thể là win được cái trận đấu này đi mà. Khi mà gặp những cái đối thủ mạnh thì chúng ta phải nên cân nhắc thay đổi những cái chi viện cũng như là sắp xếp đội hình như thế nào nữa. Kêu lục môn cực kỳ đẹp luôn. Nhưng mà mình sẽ ưu tiên mình lên rô trước nha anh em, tại vì Go 4 là đang có cái lượng sát thương rất là cao rồi, nên là chưa cần thiết phải lên. Rô sẽ được trưởng 1.4 triệu đam. Hiện tại là mình cũng đang vừa up cái phần run công dành cho cái con rô này, cho nên là cái đường đam nó gây ra cũng đang cao hơn khá là nhiều rồi. Đây rồi, chúng ta có thêm chi viện kêu bước ra nữa. Và có lẽ là chúng ta sẽ giành được cái chiến thắng trong cái trận đấu này rồi em ơi. Khá là thơm nhá. Rồi đây sẽ là cái thống kê sát thương của cái trận đấu này. Vẫn là Song Phương Phát gây 29.4 triệu đam. Cực kỳ khỏe nha anh em. Quá là khỏe khủng khiếp luôn ấy. Rồi thì có lẽ là cái video của mình hiện tại chắc là cũng dài rồi anh em ạ. Và thank you anh em đã dành thời gian theo dõi cái video của mình nhá. Chúc anh em một ngày vui vẻ và có anh em nhớ là đánh trong lần này nhá. Ok, bye bye anh em.